nó làm cái bệ kỳ tay trông buồn cười nhỉ. Bệ kỳ tay ghế lái nó có xíu à, làm nốt cái này đi cho cân. Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và chúng ta đang có mặt tại Mitsubishi Bắc Ninh. Đây là phiên bản Astra 2020 mới ra mắt. Và trên chiếc xe này có thể nói là một đối thủ mới đáng gờm cho phân khúc hạng B đấy, cuối A đầu B đấy. Giá rẻ, thiết kế đẹp, chạy tiết kiệm, ổn định. Và có thể nói Mitsubishi hiện nay đang có khá nhiều đầu xe hấp dẫn. Thì mình cùng xem nhanh có giá bán và cái thiết kế nội ngoại thất của chiếc xe này. Thì đầu tiên thì về động cơ xe, thì phiên bản này sử dụng động cơ 1.2 xăng và công suất chỉ đâu đó là 78-80 mã lực thôi. Đây, chúng ta có bản thông số ở đây. Động cơ xăng 1.2, số tự động vô cấp, công suất cực đại là 78, mô men xoắn 100, cầu trước không quá khỏe, nhưng mình nghĩ là đi trong đô thị với 4-5 người trong thành phố thì thoải mái. Đó, chiếc xe không quá dài. Đấy, không quá dài để cân. Với kích thước tổng thể là 4m3, 1m6 và 1m5. Đấy, trông khá khỏe khoắn. Đầu của Xpander rồi, thiết kế Dynamic Shield. Và ở đây, chúng ta đi xem nào. Hệ thống đèn của nó này, đèn xi nhan này, ở bên trên gương chiếu hậu rồi này, đèn pha cốt. Thì chúng ta có thể thấy bóng bi xenon và bóng halogen. Đèn sương mù thì là đèn halogen rồi. Trên phiên bản này thì mình cũng không thấy có cảm biến phía trước, không có tít tít rồi. Đây, có luôn cả đèn LED ban ngày này. Đấy, khá hay đấy. Cũng đẹp, phải nói là thiết kế đèn rất đẹp, không thua gì các hãng khác cả. Đây, mâm của Mitsubishi. Phải nói là hiện nay Mitsubishi thiết kế mâm nào cũng đẹp. Đó, mâm Xpander, mâm chai tông. Nhưng mà có một điểm duy nhất là mình thấy không ưng ở trên chiếc xe này. Đó là cái đây, cái tay nắm cửa này. 2020 rồi. Chắc cái tay nắm cửa tù vậy. Đấy, đèn gương chiếu hậu này. Tích hợp xi nhan này. Gương chiếu hậu to đấy chứ, bé đâu. Chúng ta có cốp sau. Cốp sau phải nói rất là rộng. Dưới này rồi, mình đang ở trong khoang nội thất của chiếc Astra, Mitsubishi Astra 2020. Tên hơi khó đọc, hy vọng là mình không đọc sai. Cái này chúng ta có nút khởi động, nút bấm này. Đây là phiên bản số tự động. Và cái vô lăng ở trên này cũng khá là đẹp. Có thể nói là với hơn 400 triệu thì chúng ta có đàm thoại rảnh tay này. Đấy. Điều chỉnh âm lượng này, có cruise control ở phía này này. Đây, red cộng, red trừ đây. Đó, đồng hồ thì đồng hồ cơ. Nhưng mà có một cái hơi buồn cười, nó ở trên thiết kế của cái mặt tablo như này. Quý hàng có thể thấy này. Đấy, thì ở đây nó chỉ có một cổng cổng khả năng là đấu tẩu thuốc hay là cổng để lắp camera hành trình phía trước, không có cổng kết nối USB. Chỗ này nó chỉ là khoang để đồ thôi. Và cổng kết nối USB thì nó lại nằm phía bên này, nó hơi ngược. Chúng ta cần sạc thì lại phải đấu vòng dưới này. Theo mình xem lần đầu thì có thể thấy như vậy. Và cái nữa là cái bệ tì tay,
ở trên cái này. Đấy, nó làm mình nhớ đến con Fortuna. Chỉ duy nhất bên này có thôi, bên kia không có. Không làm nốt cho cân gì nhỉ. Nhưng với 400 triệu thì hơn 400 triệu thì khoa nội thất này mình thấy là ngồi ổn. Đây, mình cái này. Mét 8 này, ngồi ở trên này, mình sẽ giữ nguyên ghế và ngồi xuống phía dưới xem nó có đủ rộng không. Nhưng với 400 triệu về trong nội thất thì chúng ta có điều hòa này, có màn hình này. Điều hòa thì điều hòa cơ thôi. Số tự động này. Nên mình thấy thiết kế nội thất ở trong Mitsubishi bây giờ cũng khá là được. Không có quá nhiều cái để chê và cũng không có quá nhiều cái để phàn nàn. Ngồi ổn, ngồi lái ổn và cái vô lăng thì mình sờ cũng khá là thích tay. Nào xem hàng ghế thứ hai này. Đấy nha, mình vẫn giữ nguyên hàng ghế phụ mà mình vừa ngồi ở trên. Và mình đang ngồi thẳng thì khá thoải mái ở cái hàng ghế thứ hai. Ở phía trước xe phân khúc B như này. Thì tất nhiên là nó không chạm đầu gối nhưng mà nó chỉ còn một khoảng như này thôi. Đó. Chân mình thì cũng không chạm. Đầu thì tất nhiên là không rồi. Đầu thì còn khá là rộng. Đây, mình đó. Đầu mình còn khoảng từng này. Khá là ok. Mét 8 ngồi sau và mét 8 ngồi trước thì vẫn thoải mái. Đấy, ghế da xịn xò phết. Đây có cả đây, chấm nước này, để nước này. Thật cái này làm bệ thì tay còn sướng hơn là cái ghế lái. Đây, cái hàng này này. Chỗ này thì nó cũng không có cửa gió điều hòa, nhưng tuy nhiên nó thấy rõ ngay là sẽ có cái loa ở phía bên cửa lái này. Đó. Trần nỉ này. Sàn nỉ này. Cũng được. Chung là với tầm tiền này thì mình thấy nó là ổn. Chạy dịch vụ cũng ổn. Mà đi gia đình cũng ổn.